đang xem video tại kênh YouTube Review, đừng đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Chính cung của thỏ con cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Quả nhiên những nhân vật chính của các thế giới trước đó đều chỉ là những mảnh ghép. Lúc này thỏ con đang nằm trên thuyền cứu sinh. Dựa theo nội dung nguyên tác, sau khi chuyện hãm hại tâm chừng bị lộ, cậu liền bỏ chạy khỏi đảo, kết quả lại bị người trong phòng thí nghiệm phát hiện, cuối cùng chết trong quá trình bỏ trốn. Lần này cũng có thể xem như không xảy ra biến số rồi. Hệ thống bắt đầu đếm ngược nhưng 432 lại mãi không tới một. Điều này làm thỏ con không bình tĩnh nổi rồi. Một đâu? Một bị cậu ăn mất rồi à? Còn hệ thống thì bắt đầu run rẩy rồi. Đại lãnh đạo, thỏ con quay lại nhìn. Quả nhiên thiên đế đại nhân tới rồi. Thỏ con bị dọa cho hết hồn. Cậu vội vàng quỳ xuống hành lễ. Ngọn gió nào đưa đại nhân đến đây? Thiên đế hử lạnh một tiếng. Nếu như ta không tới, có phải ngươi liền làm loạn hết ba nghìn thế giới của ta không? Thỏ con không dám ngẩng đầu. Ngài nói đùa, sao tôi dám chỉ có điều ở hai thế giới trước tôi còn chưa quen thuộc nên mới xảy ra chuyện kia ngài xem thế giới thứ ba tôi đã thành công rồi mà nghe vậy thiên đế càng giận ngươi còn dám nhắc tới ngươi có biết kết cục của thế giới thứ ba ra sao không anh em nhà họ tại nhận ra người mà bọn họ thực sự yêu là cậu một người từ bỏ hôn ước với tâm trừng một người cũng không tiếp tục theo đuổi tâm trừng nữa không chỉ như vậy bọn họ cho rằng bọn họ đã hại chết ngươi tạ đình châu nhớ thương thành bệnh chìm đắm trong men rượu Cuối cùng chết trong một cuộc chiến băng phái. Còn Tạ Đình Vân thì xuất gia, cả đời không hoàn tục. Thỏ con nghe vậy ngây người luôn. Sao lại biến thành như vậy? Chẳng phải bọn họ ghét cậu à? Hôm qua còn nói để cậu bồi táng theo tâm chừng. Thiên Đế nhéo má thỏ con. Ta kêu ngươi tới ba nghìn thế giới hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà ngươi coi lời ta nói như gió thoảng ngoài tai. Thỏ con liên tục kêu đau. Thiên Đế cưng chiều hỏi. Ngươi cũng biết đau à? Cả rốt bảo bối ta trồng cả ngàn năm bị người ăn vụng mất. Ta đã từng oán giận ngươi chưa? Thỏ con phản bác, chẳng phải tôi đã chịu phạt rồi sao? Ở những thế giới trước, chuyện tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, phần lỗi cũng không hoàn toàn do tôi. Thiên đế ô một tiếng hỏi, ngươi muốn nói gì? Thỏ con nhịn không được oán giận, là do mấy cái kịch bản này quá kỳ lạ. Cậu là một con thỏ ngay thẳng, bình thường sao có thể diễn những nhân vật này được? Thiên đế nghe vậy nheo mắt hỏi, ngươi đang trách ta à? Trách ta không sắp xếp cho ngươi nhân vật thích hợp? Thỏ con nào dám năm đó cậu còn là một chú thỏ con chưa có khai hóa ở nhân gian. Đều nhờ thiên đế điểm hóa. Thiên đế là đại ân nhân của cậu. Cậu chỉ cảm thấy mấy cái kịch bản này quá kỳ lạ. Ba nghìn thế giới muôn hình vạn trạng, chuyện cậu tiến vào thế giới nào cũng là tùy cơ. Tất cả dựa vào tạo hóa. Lần này, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như không thể hoàn thành, thì ngươi liền trở về làm một chú thỏ chưa khai hóa đi. Còn có ngươi nữa, hệ thống. Đáng tin cậy chút cho ta thỏ con vội gọi thiên đế đang chuẩn bị rời đi lại. Bệ hạ, kết cục của bọn họ ở thế giới thứ ba tôi đã biết rồi. Vậy còn Thái Phó và Tạ Vân Thâm thì sao? Đặc biệt là Tạ Vân Thâm, hắn biến mất ngay trước mắt tôi. Thỏ con lại tới thế giới tiếp theo rồi. Lần này là kịch bản tổng tài và thư ký. Càng đáng sợ hơn là thiết lập nhân vật ở thế giới này của cậu là một tên điên biến thái. Phần trước nói tới, thỏ con muốn hỏi thiên đế về chuyện của Tạ Vân Thâm và Thái Phó. Thiên đế nhìn cậu trầm mặc trong giây lát, sau đó nói cho cậu biết, kết cục của Thái phó tương đồng với kết cục của những người ở thế giới thứ ba, còn về Tạ Vân Thâm, đợi ngươi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới thứ bốn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, liền không thèm quay đầu trực tiếp rời đi. Thỏ con cạn lời, sao còn thần thần bí bí? Lão già Thiên đế này sốt ruột về chồng cả rốt à? Lúc này, hệ thống thông báo cho cậu biết, đường tới thế giới mới đã được mở ra. Chính vào lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Thỏ con rơi vào biển nước. Đến khi lần nữa mở mắt ra, cậu liền ngây người tại chỗ. Cậu đúng là xui xẻo mà. Mở đầu kịch liệt như vậy. Lẽ nào lần này cậu lại nhận được kịch bản pháo hôi biến thái sao? Điều kỳ lạ hơn là, hệ thống biến mất rồi. Người đàn ông trước mặt mơ màng mở mắt. Sau đó ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh. Thư ký lăng, cậu đang làm gì vậy? Thỏ con nghe vậy liền hiểu. Thân phận ở thế giới này của cậu là thư ký, vậy thì người đàn ông trước mặt hẳn là tổng tài người kia nhanh chóng rời khỏi bồn tắm mặc lại đồ cậu là người thông minh thứ tôi cần là thư ký chứ không phải người có ý đồ khác chuyện ngoài ý muốn hôm nay tôi không muốn thấy lần thứ hai thỏ con vội vàng đáp vâng phân tích dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ người trước mặt cậu chắc chắn là nam chính còn cậu là pháo hôi yêu thầm hắn ta người kia hỏi thỏ con sao còn chưa đi thỏ con vội vàng nói đi liền đi liền sau đó một chiếc ba lô được ném tới thỏ con vội vàng đón lấy cậu phải nghĩ cách xác nhận thân phận của nguyên chủ hệ thống đúng là cái đồ không đáng tin khi nhìn vào trong ba lô hai mắt thỏ con sáng bừng bên trong có điện thoại và nhật ký thì ra nguyên chủ làm việc trong một tập đoàn tài phiệt người đàn ông trước mặt tên là tạ trần là tổng tài của công ty người kia có gương mặt như núi băng ngàn năm và khả năng làm việc như một cái máy nguyên chủ cũng không đơn giản là tài năng hàng đầu của đại học thanh hoa năng lực làm việc không hề tầm thường. Thỏ con lấy cuốn nhật ký ra xem. Không xem thì không biết, vừa xem cậu đã bị dọa cho hết hồn. Người này thế mà lại là một tên điên thích giải phẫu. Lúc này cuối cùng Thỏ con cũng hiểu tường tận về nhân vật này rồi. Kịch bản lần này của cậu là một tên INE, Tạ Trần là nhân vật chính, còn cậu yêu hắn đến phát điên, để phá hỏng mối lương duyên của cặp đôi chính, cậu làm mọi cách tự tìm đường chết. Khung cảnh này thật là quen thuộc có lẽ cả đời này cậu không thoát được hai từ biến thái. Buổi trưa ngày hôm sau, thỏ con lần nữa phải oán giận hệ thống đúng là không đáng tin. Cậu đã đợi cả đêm rồi mà nó còn chưa xuất hiện. Thiên để vừa nhắc nhở hệ thống, vậy mà nó đã dám lười biếng. Cậu không thể cứ thế chờ đợi nó được nữa. Cậu phải chủ động xuất kích. Lúc này, thỏ con rón rén đi tới một căn phòng giống với miêu tả về phòng của Tổng Tài, trong chuyện Ba Su. Quả nhiên là tìm thấy. Lúc này tạ trần đang thay đồ, mặc dù không biết nhiệm vụ cụ thể là gì nhưng cậu chỉ cần duy trì thiết lập biến thái thì chắc chắn sẽ tìm ra được vài hành vi quan trọng và hoàn thành nhiệm vụ dường như tạ trần cũng phát hiện ra có người nhìn trộm lúc này hệ thống đang điên cuồng đập vào đầu tài nguyên cậu nhanh lên cậu ấy công lược sai đối tượng rồi đối tượng của nhiệm vụ lần này không phải tạ trần hắn ta chỉ là một người qua đường hệ thống sắp phát điên rồi vì sao hệ thống lại update vào lúc này có phải cậu đang báo thù tôi vì lần trước tôi ăn cá khô không tài nguyên cũng toát mồ hôi lạnh đang nâng cấp lại mã hệ thống tự bế ông trời ơi nếu ngài hận con thì xin hãy giết con đi một bên khác tạ trần bước ra ngoài hỏi thỏ con cậu định làm gì sao lại chụp trộm tôi thỏ con bối rối cười gượng tạ tổng ngài làm quá lên rồi sao lại gọi là chụp trộm bộ phận nhân sự nói muốn làm sổ tay truyền thông mới phải chụp ảnh sinh hoạt thường ngày của ngài Tạ Trần ồ lên một tiếng. Thì ra là vậy à? Vào đi, cậu cần chụp bao nhiêu bức? Thỏ con nghe vậy mừng thầm đáp. Bốn bức. Tạ Trần cong môi. Đưa điện thoại cho tôi. Cậu thân là thư ký của tôi, cần phải có phản ứng nhanh trước mọi tình huống. Nhưng hình như ngay cả một câu nói dối cậu cũng không thể bịa ra được. Mỗi lần làm mới, sổ tay quảng bá của công ty đều chỉ cần 12 bức ảnh sinh hoạt thường ngày. Tôi có nên nói cậu ngốc đến mức buồn cười không? Sau đó điện thoại trong tay thỏ con liền bị cướp mất. Tạ Trần mở điện thoại ra, xóa bỏ ảnh chụp. "Thư ký Lăng, tôi không biết cậu chụp lén tôi là vì động cơ gì, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay cậu bị đuổi." Thỏ con nghe xong ngốc lặng luôn. "Cậu thế mà thua trước khi ra trận?" Tạ Trần lặp lại. "Còn không đi? Đợi tôi tiễn cậu à?" Lúc này, kim đồng hồ quay đến 7 giờ 30 phút, cả người Tạ Trần bất ngờ cứng đờ, sau đó ngã xuống sàn. Thỏ con vội vàng chạy về phía hắn. "Xảy ra chuyện gì?" lẽ nào cậu vừa mới kích hoạt thiết lập quan trọng gì chỉ cần đuổi việc một nhân viên hắn liền ngã xuống ư lúc này thư ký trưởng vội vàng chạy vào chết mất thôi đã bảy rưỡi rồi ông ta suỵt một cái với thỏ con không kịp rồi lát nữa mặc kệ thấy được gì cậu cũng đừng hoảng bước ra khỏi cánh cửa này cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì tạ trần ở phía sau từ từ đứng lên hướng về phía thỏ con gọi một tiếng gấu vàng nhỏ Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like xe và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.